Yes, vô cùng là tuyệt vời và chào mừng tất cả các anh chị cùng đến với chuỗi livestream của Thanh An ngày hôm nay và cho, uh, cho Thanh An xin gửi lời chào, lời chúc đến tất cả các anh chị, chúc cho tất cả các anh chị chúng ta có một ngày trang đầy năng lượng, thành công, giàu có, mạnh khỏe và hạnh phúc trọn vẹn suốt cả cuộc đời các anh chị ha. À, và tiếp nối với chuỗi chương trình chu kỳ livestream ngày hôm nay thì Thanh An cũng chia sẻ cho các anh chị uh, những cái quy trình để mình có thể là huấn luyện tiềm thức của mình mỗi ngày các anh chị nhé. À, và các anh chị hãy nhanh chóng và xem livestream cũng như là các anh chị nhanh chóng tắt tên những người bạn vô cùng tuyệt vời của mình à, cũng như là chia sẻ đường lên livestream ngày hôm nay à, để thông báo đến mọi người rằng là Thanh An đã livestream rồi các anh chị nhé à, rồi và Thanh An cũng sẽ thành ra một ít phút để mình có thể là gửi đường lên livestream ngày hôm nay nha các anh chị Đúng không ạ rồi chúng ta cùng nhanh chóng gửi livestream các anh chị nhé <laughs> Qu'ils confondent les chiens et les loups, ils font des pièges où ils tomberont un jour. Ils se protègent de tout, même de l'amour. Les rois du monde se battent entre eux. Et bat entre eux. Ces cadavres, ce n'est pour abattre eux. Ils m'embarrassent car on ne les voit pas. On sait même pas pour và bạn vời và ngày hôm nay thì à, ta đang các thức ăn thịt để chúng ta hướng thịt thịt dạ rồi ngày hôm nay thanh an sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách làm thế nào để mình huấn luyện tiềm thức của mình làm thế nào để mình khai phá được cái con người phi thương bên trong mình để giúp cho chúng ta thu hút được mọi cái nguồn lực cũng như là sao ạ cũng như là chúng ta thu hút mọi cái tiền tài mọi cái phép màu đến với cuộc sống của mình các anh chị nhé và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị chúng ta muốn là sao ạ à, muốn huấn luyện tiềm thức của mình tới cái ngưỡng là mình muốn nghĩ cái gì thì mình có cái đó các anh chị à, mình muốn có cái gì thì mình đều đạt được hết các anh chị đó à, thì chúng ta hãy cùng comment tôi đi các anh chị được không ạ rồi à, anh chị có muốn đạt được đến những cái cấp độ đó không các anh chị à, có tuyệt vời không ạ À, vậy thì chúng ta cũng cần phải huấn luyện uh, tiềm thức của mình các anh chị nhé à, và những cái này thì nó có bí kíp cũng như là nó có lộ trình nha các anh chị đúng không ạ rồi chúng ta nhanh chóng vào xem livestream các anh chị ha những anh chị nào đang trực tiếp là xem livestream cùng với thanh an thì có thể là comment tôi hoặc là hello thanh an để thanh an xin gửi lời chào đến uh, các anh chị nhé đúng không ạ đấy À, vậy thì bao nhiêu trong số tất cả các anh chị à? ngày hôm nay sau khi mà Thanh An chia sẻ thì các anh chị sẽ cam kết là chúng ta sẽ làm theo một cách nghiêm túc cũng như là chúng ta sẽ ứng dụng mỗi ngày à, từ đây cho đến hết cuộc đời của mình thì có thể là cùng comment phím số 1 ngàn các anh chị nha. Đúng không ạ? Đến hết cuộc đời của mình thì có thể là... Đó. À, OK các anh chị, à, Thanh An xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị đang xem livestream trực tiếp của Thanh An nha. Và các anh chị nhớ này, à, cái việc mà chúng ta cam kết là chúng ta cam kết cho cái hành trình của mình và chúng ta cam kết cho cuộc đời của mình các anh chị nhé. À, để mà mình gặt hái cho chính cái kết quả cuộc đời của mình chứ không phải là chỉ có cái việc mà các anh chị cam kết với Thanh An đâu các anh chị nhá. Cho nên á, nếu như mà các anh chị làm thì các anh chị sẽ có. Còn nếu như mà các anh chị không làm á, thì các anh chị sẽ không có được những cái kết quả các anh chị nhé. Đúng không ạ? À, và nếu như mà các anh chị làm á, thì mọi cái phép màu nó sẽ đến với cuộc sống của các anh chị. Mọi cái phước lành cũng như là mọi cái điều tuyệt vời. Và các anh chị sẽ có được mà các anh chị không cần gọi là gì ạ? À. À, trước giờ chúng ta hay suy nghĩ như thế nào? Trước giờ có nhiều anh chị có thể là hay suy nghĩ là giàu nghèo là do số à rồi là sao mình không gặp may mắn là do cái nghiệp của mình hoặc là do số của mình các anh chị nhé à nhưng mà thực ra thì không có số gì các anh chị à mọi thứ là đều bắt nguồn từ mình các anh chị ha mọi điều là bắt nguồn từ mình hết các anh chị được không ạ à các anh chị ghi lại đi ạ đó là gì đó là mọi điều đến với cuộc đời của chúng ta cuộc sống của chúng ta là do chúng ta tạo ra các anh chị nhé và chúng ta tạo ra thông qua cái gì thông qua cái suy nghĩ thông qua cái cảm xúc thông qua cái sự tập trung cũng như là cái trường năng lượng của mình các anh chị được không ạ và ngày hôm nay thì thanh an sẽ chia sẻ cho các anh chị hai cái bước đầu tiên và những cái ngày tiếp theo thì thanh an cũng sẽ chia sẻ những cái bước tiếp theo các anh chị nhé và thanh an cũng sẽ chia sẻ rất là kỹ để mà giúp cho các anh chị ứng dụng từ nay về sau À, và chúng ta sẽ là sao chúng ta sẽ ứng dụng mỗi ngày và các anh chị hãy hiểu thật chi tiết ghi chép lại để mà chúng ta ứng dụng nha các anh chị nhé à, còn khi mà mình nói quá nhanh hoặc là chúng ta à, đi một cách cách quá nhanh thì đôi khi các anh chị lại không ghi nhớ được à, vậy thì ngày hôm nay thì thanh an sẽ chia sẻ cho các anh chị một cách rất là chi tiết và kỹ lưỡng hơn để mà các anh chị có thể hiểu được các anh chị nhé mà con người chúng ta có một cái rất là lạ đó là gì đó là chúng ta phải hiểu À, chúng ta mới làm Chúng ta phải hiểu được cái lý do Chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa Chúng ta mới làm Còn không không thì các anh chị chưa làm đâu đúng không ạ à, Hoặc là chúng ta lại làm chưa hết mình à, Hoặc là đợi khi nào mà Phải có một cái gì đó nó thúc mông à, Và phải có là à, Phải đưa vào một cái thế gọi là đường cùng Mới làm các anh chị Cho nên là sao Cho nên là chúng ta phải chọn một cái đó là gì à, Cái trường hợp là mình nên chủ động các anh chị mình nên chủ động mình làm, bởi vì sao? Bởi vì mình hiểu được á là cái lý do tại sao mình cần phải làm, các anh chị nhá. Ý nghĩa của cái việc làm nó là cái gì, được không các anh chị? Được không ạ? À, thường thì các anh chị chúng ta phải gặp vấn đề đi vào đường cùng thì chúng ta mới làm. À, chúng ta đừng nên để cái điều đó nó xảy ra, các anh chị nhá. Bởi vì cái điều đó nó xảy ra thì nó không có được dễ chịu, không có được thoải mái một chút nào, các anh chị. Được không ạ? À, và À, ngày hôm nay các anh chị ứng dụng những cái bước này Cùng với Thanh An mỗi ngày à, Thì các anh chị sẽ thấy được một cái điều đó là gì Đó là cái tiềm thức của mình á Nó giỏi, vô cùng giỏi luôn các anh chị Giỏi hơn tất cả những cái gì mà các anh chị à, nghĩ luôn Nhưng mà bởi vì hồi giờ chúng ta không có biết Chúng ta không có rèn luyện Một cách chuẩn chỉnh Cho nên là chúng ta không có nhìn thấy được cái sự kỳ diệu Không thấy được cái sức mạnh phi thường Của à, cái con người phi thường Bên trong mình các anh chị Đấy và thanh an muốn chia sẻ với các anh chị cái điều này để mà cho những anh chị nào mà chạm được tới thanh an chạm được đến câu lạc bộ trí tuệ đỉnh cao cũng như là liên minh các câu lạc bộ tri thức và sách thì các anh chị đều có thể thay đổi được cái cuộc đời của mình mình phải thay đổi mình phải thành công thôi các anh chị ơi đúng không ạ đấy và đó cũng cái điều mà thanh an rất là mong muốn ước nguyện của mình các anh chị và mình rất là mong muốn cái điều này những cái giá trị của, của, của câu lạc bộ chia sẻ đều là những cái giá trị rất là tuyệt vời và không phải là tự dưng mà có đâu các anh chị à, mà nó phải đến từ cái việc là gì à, đến từ cái việc đọc việc học việc nghiên cứu và giác ngộ ra ứng dụng trên chính cái cơ thể của mình rồi mình có kết quả rồi mình mới chia sẻ lại được các anh chị à, chứ không có chia sẻ những cái lý thuyết các anh chị À, lý thuyết thì các anh chị có thể là tự mua sách về đọc các anh chị ha, à, lý thuyết các anh chị có thể là học ở những cái nơi khác. nhưng mà câu lạc bộ của mình á, thì lý thuyết nó chỉ là một phần thôi. các anh chị quan trọng nhất vẫn là cái việc mà các anh chị cần phải ứng dụng để mà có kết quả trên chính cái cơ thể của mình các anh chị nhé, được không ạ? À, và thanh an không biết được rằng là các anh chị ở ngoài kia như thế nào, nhưng mà một khi mà các anh chị biết tới thanh an biết tới môi trường câu lạc bộ thì mình phải thành công các anh chị, được không ạ? À, mình phải trở thành một con người có giá trị chứ không thể nào mình chỉ sống là một con người lê lói vật vờ à, hoặc là không có tỏa sáng được các anh chị à, bao nhiêu trong số tất cả các anh chị chúng ta muốn sống một cái cuộc đời rực rỡ hay là chúng ta chỉ sống một cái cuộc đời lê lói đến thế giới này không ai biết và rời thế giới này chẳng ai hay à, các anh chị muốn như thế nào à? hay là các anh chị muốn mình là để một cái giá trị nào đó cho cuộc đời các anh chị đó À, chúng ta đã lỡ sinh ra với trời đất thì phải có danh gì với núi sông đúng không các anh chị à, và một lần đến với nhân gian thì chúng ta hãy sống đời rực rỡ các anh chị nha đúng không ạ à, cho nên là sao cho nên á mình hãy à, là tạo thật là nhiều những cái giá trị và cống hiến à, giúp cho thật là nhiều người các anh chị đúng không ạ à, thanh an rất là mong muốn cái điều đó mình không chỉ là mong muốn giúp đỡ cho những anh chị cô chú trong câu lạc bộ đâu mà mình rất là mong muốn rất là nhiều những con người ngoài kia Họ đều được biết đến câu lạc bộ Họ đều được chạm đến những cái tri thức Những cái sự thông thái Những cái trí tuệ siêu tuyệt vời này các anh chị à, Bởi vì sao Bởi vì Thanh An cũng thật sự rất là thương Nhìn họ mình rất là thương luôn các anh chị à, Có những anh chị Họ vô được nhóm rèn luyện và đồng hành Khai phá bí mật sự giàu có 90 ngày Các anh chị Họ có một cái cơ hội Họ biết được và họ đi trên cái hành trình rèn luyện của mình Thì những anh chị đó Ứng dụng rất là nhanh và khi mà câu lạc bộ hướng dẫn sao and sao như thế nào thì họ làm sao họ hiểu rất là nhanh, họ ứng dụng liền, họ có kết quả liền các anh chị. À, nhưng mà một số anh chị à, ở trong câu lạc bộ mình chỉ nghe thôi. À, hoặc là một số anh chị ngoài kia họ là vẫn đang loay hoay với cái cuộc sống của họ. À, thì tha năng cũng luôn luôn phát tâm các anh chị ha. Mình phát tâm, mình khởi tâm của mình, mình luôn hướng tới đó là làm sao để mà mình có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa các anh chị. Được không ạ? Đấy. và bạn thân thấy à, bạn thân thanh an thấy được rằng là những cái kiến thức này rất là tuyệt vời các anh chị à, nó giúp cho mình có một cái cuộc sống thuận lợi hanh thông và dễ dàng hơn rất là nhiều à, vậy nên những anh chị nào mà ứng dụng và cũng như là nghe theo cái sự chia sẻ của thanh an thì thanh an tin chắc chắn rằng các anh chị sẽ gặt hái được những cái kết quả như các anh chị mong muốn luôn và nếu như mà các anh chị chưa có thì sao ạ? Thì do các anh chị chưa làm thôi. Hoặc là do các anh chị chưa tập trung. Hoặc là các anh chị chưa đặt cái tâm của mình vào đó thôi. Đúng không ạ? Đấy, cho như còn những anh chị nào mà ứng dụng theo đúng những cái sự hướng dẫn của câu lạc bộ thì đều gặt hái được những cái kết quả rất là tuyệt vời các anh chị ha. Đấy, cho nên là mình hãy ứng dụng các anh chị. Đúng không ạ? À, hôm trước thì uh, Thanh An cũng có nói chuyện với một người bạn. À, cũng có nói chuyện là chị ơi, uh, hôm nay chị học tập uh, sao rồi? À, chị ấy nói rằng là như thế này em ơi, chị không thấy kết quả anh chị hết em. Đấy à, thì khi đó thì uh, Thanh An cũng uh, có chưa vội phản ứng gì hết các anh chị. À, mình cũng đọc lại mình xem uh, tin nhắn của chị ấy. À, mình cũng uh, trước đó thì à uh, Thanh An cũng đã gửi cho chị ấy một cái uh, bộ công thức uh, một cái ngày về thiết lập mục tiêu ha. À, lúc đó thì Thanh An cũng chưa cần hỏi là sao vậy chị? À, Thanh An cũng chưa hỏi là hỏi sâu về cái lý do tại sao chưa đạt cái kết quả đâu, mà Thanh An chị hỏi là à, chị ơi à, cái live stream từ cái thiết lập à, mục tiêu á em gửi cho chị à, từ tháng trước tới giờ à, chị chép xong chưa à, và cái live stream đó nó có một tiếng rưỡi thôi các anh chị à, nhưng mà chị ấy nói với Thanh An là gì ạ à, chị chưa xong còn một xíu nữa là chị xong rồi. <laughs> À, vậy thì theo các anh chị xứng đáng là không có kết quả không các anh chị xứng đáng hay rất xứng đáng các anh chị ơi xứng đáng hay rất xứng đáng các anh chị đấy trời ơi, bao nhiêu ngày trôi qua rồi các anh chị ơi à, cả gần cả tháng rồi livestream có một tiếng rưỡi mà chép chưa xong chép còn một xíu nữa xong à, vậy thì biết đến khi nào mới đặt bút xuống đặt mục tiêu đây các anh chị đúng không ạ à, bây giờ chưa có mục tiêu chưa có đặt mục tiêu thì làm sao mà mình ứng dụng được tiềm thức mình làm sao mình ứng dụng được luật hấp dẫn các anh chị đúng không ạ à, cho nên là thành ra là sao thành ra là không có kết quả đúng rồi có gì đâu à, quá đúng luôn đúng không ạ à, bây giờ thanh An cũng hỏi là gì bây giờ chị muốn có kết quả chị muốn có tiền nhưng mà những cái hành động mà chị uh, giúp cho chị tạo ra tiền thì chị lại không làm họ xíu là bận họ xíu là con họ xíu là chồng họ xíu là thế này thế nọ thế kia À, nhưng mà miệng nó ra thì vẫn cứ nói là muốn thành công và giàu có. Nhưng mà cái hành động thì toàn hướng tới là những cái hành động không có hỗ trợ cho cái sự thành công của mình thôi các anh chị. Đấy, à, cho nên là Thanh An muốn chia sẻ một cái điều này với các anh chị này. Thật sự nếu như mà các anh chị làm theo đúng những cái bước của câu lạc bộ á, thì sao ạ? Một cách nghiêm túc mà không có kết quả, à, một cách tập trung mà không có kết quả thì nó chỉ xảy ra một cái trường hợp duy nhất thôi. À, đó là gì? đó là mình làm không đúng, không theo chiến lược thôi các anh chị. đấy. bao nhiêu trong số tất cả các anh chị hiểu được cái chỗ này? À, chứ còn hầu như tất cả những anh chị mà nghiêm túc ứng dụng kỷ luật thì đều có kết quả hết. còn những anh chị nào chúng ta làm đúng đủ đều các cái bước từ sáng đến tối, cho tới những cái từ sáng, cho từ sáng thức dậy cho đến khi buổi tối đi ngủ thì thanh an đều thấy là những anh chị đó gặt hái được những cái kết quả, những cái đơn hàng, những cái khách hàng rất là bất ngờ, tiền về dồi dào luôn các anh chị và hầu như là anh chị không bao giờ gọi là gì thiếu về cái nguồn lực hỗ trợ cho mình đâu các anh chị. Đó và đầu tiên là các anh chị cần phải hòa mình vào cái dòng chạy của vũ trụ, các anh chị cần phải hòa mình vào cái dòng chảy của tiên bạc đã và cái cốt lõi các anh chị biết từ đâu không ạ? Cái cốt lõi nó đến từ cái trường năng lượng của mình, cái cốt lõi là nó đến từ cái trường năng lượng các anh chị và nó đến từ cái gì ạ? Nó đến từ cái nhiệt huyết, cái sự tập trung của các anh chị. Chính những cái điều đó nó sẽ giúp cho các anh chị có được một cái khả năng gọi là gì? Khả năng thu hút cực kỳ mạnh luôn. Khả năng thu hút cực kỳ mạnh luôn các anh chị. Cho nên là sao? Cho nên là chúng ta cần phải có một cái cộng đồng, một cái câu lạc bộ để làm gì ạ? Để chúng ta cùng nhau khuất đại cái trường năng lượng đó lên các anh chị. Được ạ? Chúng ta khuất đại cái trường năng lượng đó lên đó là lý do mà tại sao mà khi các anh chị học dung á, thì các anh chị thu hút được tiền về, các anh chị học dung thì các anh chị thu hút được lợi lạc. Còn những anh chị nào mà chúng ta thấy là gì ạ? chúng ta học một mình, hoặc là cũng có một số anh chị trước khi vào câu lạc bộ cũng đã đọc, đọc những quyển sách đó rồi nhưng mà tại sao mà cuộc sống của chúng ta vẫn chưa có được cái sự chuyển biến, đúng không ạ? Còn khi mà các anh chị tham gia vào môi trường câu lạc bộ thì sao ạ? Thì mỗi người ở đây là một thọ nam châm. 500 người là 500 thỏ 500 canh chị Đúng không ạ à, Và tiềm thức của chúng ta là có Được một cái sự hưởng ứng Của một cái trường năng lượng vô cùng là tuyệt vời như vậy à, Vô cùng yêu thương Vô cùng biết ơn Thịnh vượng giàu có khỏe mạnh Và tập trung liên tục tập trung vào những cái điều tích cực Liên tục tập trung vào những cái điều mình muốn Thì theo canh chị á Cái sức mạnh của chúng ta nó có kinh khủng không ạ? À, chúng ta thấy được là cái lực hút nó kinh khủng Và cái sức mạnh nó kinh khủng không canh chị cho nên á à, những anh chị nào mà chúng ta thấy là thường rời xa môi trường câu lạc bộ một thời gian á thì sao nhìn à, héo queo các anh chị à, nhìn chạm thấy héo queo à. à cho nên là sao à, nhiều anh chị nói rằng là ở đây câu lạc bộ có bùa chú gì không dạ không các anh chị nhá mà sao mà nó chỉ là quy luật thôi các anh chị nhiều anh chị nói rằng là ôi dồi, vô đây vi diệu quá em à, vô đây nhiều cái thích kế quá À tự nhiên chị vô thì chị thấy tiền quá trời nhưng mà chị ra thì chị không thấy tiền đâu cả mà chị vô lại thì chị lại thấy tiền. À, hay không các anh chị, vô cái thấy tiền về ra cái không thấy tiền đâu. À, thì đó là sao? Đó là do cái lực hút đó, các anh chị. Và cái cốt lõi đó là gì? Cốt lõi đó là cái trường năng lượng thôi À, à và cái sự nhược huyết, cái sự tập trung của các anh chị ở đâu thì cái kết quả của các anh chị ở đó. Được không ạ? À, và câu lạc bộ thì sao ở ứng dụng đúng quy luật cho nên là khi mà các anh chị hòa vào môi trường câu lạc bộ khi mà các chị hòa vào cái trường năng lượng các anh chị sống đúng theo các cái quy luật của vũ trụ thì các anh chị đang được cộng hưởng cái từ trường cái trường năng lượng nam trăm đó đúng không ạ ví dụ như bây giờ các anh chị đang là một cái thỏi năm trăm rất là mini rất là nhỏ à nhưng mà khi mà các anh chị vào trong môi trường câu lạc bộ là một khối năm trăm khổng lồ À, thì sao ạ à, thì mà vì sao lại là khối năng trong khổng lồ các anh chị biết không ạ bởi vì sao bởi vì tất cả mọi người đều là sao đều đang có một cái trường năng lượng hướng tới cái điều mà mình mong muốn những cái điều tuyệt vời mà cho nên là sao cho nên là mình á được cộng hưởng luôn cái trường năng lượng đó à, vậy nên là mình hãy cùng nhau làm cùng nhau thực hiện cùng nhau cộng hưởng cái trường năng lượng các anh chị nhé và cùng nhau để có được những cái kết quả lớn hơn được không ạ rồi và thanh an cũng xin gửi lời chào đến những anh chị đang theo dõi livestream trực tiếp của thanh an nha thanh an xin gửi lời chào đến chị vũ mai à, em xin gửi lời chào đến anh trương hiếu dạ rồi à, xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị đang xem livestream trực tiếp của thanh an nha rất là cảm ơn các anh chị nha đấy à, và quay trở lại nha các anh chị à, nếu như mà chúng ta đang ở trong một cái trường năng lượng lớn á À, thì sao ạ? thì những cái điều không tốt á, những cái thứ mà không có tuyệt vời á, thì thực ra nó sẽ không bao giờ chạm được đến với các anh chị luôn, không có cái cơ hội mà nó với tới mình luôn các anh chị nhé. À, gọi là gì với? còn không với tới được thì làm sao mà nó đến với cuộc đời mình được đúng không ạ? À, ví dụ như một ai đó mà tính làm cái gì không ok với các anh chị đi, thì tiềm thức của các anh chị nó rất là hay là nó sẽ nhắc nhở ngay các anh chị, đó, sẽ nhắc nhở ngay luôn các anh chị ấy cho nên là sao? À, cho nên là chúng ta hãy sử dụng tiềm thức của mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta đang có một cái sức mạnh vô cùng là phi thường bên trong chính mình mà mình không khai phá uh, trong chính bản thân của mình á thì nó rất là phí luôn các anh chị. Đúng không ạ? Cho nên là chúng ta hãy học cái cách để mà mình khai phá được mọi cái tiềm năng bên trong con người của mình và bên trong của chúng ta rất là mạnh luôn các anh chị. Chứ một cái sức mạnh rất là lớn các anh chị nhé. Đúng không ạ? Rồi thanh an xin mời các anh chị uống nước ha. và việc của chúng ta là gì ạ việc của chúng ta là sống đúng thuật theo các cái quy luật của vũ trụ và chúng ta phải tin tưởng một điều đó là gì ạ đó là chúng ta có tiềm thức bảo vệ mình mà các anh chị Ủa, mình cũng là con cưng của vũ trụ luôn vậy thì khi mà chúng ta có được những cái sự định hướng đúng đắn cũng như là chúng ta đang sống theo đúng những cái quy luật của vũ trụ thì sao ạ thì theo quy luật hấp dẫn chúng ta cũng sẽ thu hút những người đúng những người phù hợp đến với chính mình còn những cái người mà chưa tốt, những cái người chưa đúng, những cái người chưa phù hợp thì họ cũng sẽ bị giạc sang hai bên ngay luôn các anh chị. được không ạ? Cho nên là sao? Cho nên là chúng ta phải vận dụng những cái quy luật vào trong cuộc sống của mình các anh chị nhé. Và đặc biệt là những anh chị nào mà đang kinh doanh các anh chị. Chúng ta đi kinh doanh chúng ta thấy là nếu như mà chúng ta làm việc với con người, chúng ta thấy cái việc mà chúng ta gào thét nó có mệt không các anh chị? rất là mệt đúng không ạ à, thậm chí là à, còn bị đâm chọt thau lưng rồi à, còn rất là nhiều thứ các thứ các kiểu à, nhưng mà thanh An xin thưa đó là gì đó là do chúng ta làm chủ doanh nghiệp nhưng mà chúng ta chưa biết về tiềm thức đây anh chị à, chúng ta chưa biết về cách sử dụng mà tiềm thức và mình không có sử dụng tiềm thức mình chỉ sử dụng ý thức rồi à, cho nên là thành ra mình chỉ đang sử dụng có năm phần trăm sức mạnh của mình vậy nên là kinh doanh như vậy nó rất là ỏi luôn các anh chị ạ rất mất rất là nhiều những cái sức lực nên thường á à, những anh chị mà cộng sự của thanh an á đều vào học dung hết các anh chị à, vào câu lạc bộ là đều phải học tất cả những cái buổi dung hết bởi vì sao bởi vì thanh an rất là muốn những người cộng sự của mình họ đều trở thành bậc thầy sử dụng kiềm thức và Than, và mọi người cứ nghĩ rằng cái điều này đi một mình mình tìm thức đã mạnh rồi Nhưng mà nếu như á, mà Ai trong đội ngũ kinh doanh của mình Ai trong cộng sự của mình Ai trong doanh nghiệp của mình Họ cũng đều biết cách sử dụng tiềm thức à, Họ cũng đều là bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức Thì các anh chị thấy được là à, Doanh nghiệp của chúng ta Nó mạnh mẽ cỡ nào không các anh chị Đều hướng về mục tiêu chung hết các anh chị nhá Một người chúng ta đã thấy đỉnh rồi à, Chứ các anh chị nói là Hàng chục người, hàng trăm người Thậm chí cả ngàn người thì kinh khủng như thế nào nữa Đúng không ạ À, cho nên là sao khi mà các anh chị ứng dụng à, sức mạnh tiềm thức cũng như là các anh chị chọn chỉnh đúng ngay từ đầu thì hầu như là tất cả những cái dây trường này sau các anh chị sẽ đúng hết đúng không ạ? À, bình thường ở ngoài kia các anh chị đi kinh doanh, các anh chị đào tạo cộng sự, các anh chị cứ đào tạo về kỹ năng, kiến thức, tư duy mà cái tâm các anh chị không có đào tạo đúng không ạ? À, ngay từ đầu đã không có đúng rồi các anh chị. Cho nên là sao? Cho nên là cứ để cho con sâu nó làm râu nó canh thôi. À, rồi cứ sâu chỗ này, sâu chỗ kia, rồi lây lan sang chỗ này, lây lan sang chỗ kia rồi cứ vạch lá tìm sâu thôi các anh chị. Như vậy thì nó chỉ có mất thời gian thôi. Còn toàn bộ thời gian của Thanh An cũng như là doanh nghiệp của Thanh An tập trung vào ba cái việc quan trọng nhất các anh chị, ba cái việc quan trọng nhất để tạo ra tiền, đó là gì ạ? Đó là marketing. Đó là chăm sóc khách hàng. Đó. Và cái việc mà mình uh, uh, Thứ nhất là mình bán hàng Thứ hai là mình marketing Và thứ ba là mình chăm sóc khách hàng các anh chị Đó là những cái việc mà sẽ giúp cho mình tạo ra tiền các anh chị nhé Đúng không ạ à, Và khi mà chúng ta rèn luyện những cái thói quen Những cái kỹ năng này cộng với cái việc mà Mình, mình sử dụng uh, hậu thuẫn uh, Nhờ sự hậu thuẫn của tiêm thấp Các anh chị sẽ đạt được những cái kết quả Rất là nhanh các anh chị nhé Và những cái người mà họ không có cái sự phù hợp á, Thì sao thì họ sẽ bị ao ra thôi các anh chị được không ạ? cho nên là sao? cho nên là chúng ta sử dụng tiềm thức trong cái việc mà chúng ta lựa chọn, chúng ta tuyển chọn những cái đối tác phù hợp với mình các anh chị nhé. À, và hầu như là khi mà à, những anh chị nào mà cùng đồng hành với thanh an, á, đầu tiên mình vô là mình cũng chia sẻ thẳng, à, mình tham gia những cái buổi dung đó là gì? những cái giá trị, những cái giá trị à, về lòng biết ơn này, à, những cái giá trị à, về con người, về cái sự phát triển toàn diện thì những ai mà thích những cái điều này này họ đón nhận họ phát triển họ chuyển hóa đầu tiên là chính bản thân của họ đầu tiên là họ chuyển hóa trên chính bản thân của họ họ nhận được cái giá trị à, rồi sau đó là sao họ tiếp tục gieo và họ nhân ra những cái giá trị này tuyệt vời hơn nữa các anh chị đúng không ạ ấy và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào cái việc đó là gì à, đó là những cái việc mà chúng ta cần làm mỗi ngày À và sao ạ? À, và chúng ta sẽ huấn luyện tiềm thức của mình làm cho uh, chính cái uh, hỗ trợ cho cái mục tiêu của mình các anh chị nhé. Đúng không ạ? Đấy. À, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ học được những cái cách để mà mình rèn luyện những cái thói quen mỗi ngày nha các anh chị nhé, đúng không ạ? Đấy. À, khi mà chúng ta hiểu được cái cách để mà chúng ta sử dụng à, tiềm thức á, thì chúng ta sẽ làm việc nhàn nhã thảnh thơi và có rất là nhiều tiền các anh chị ha à, nhưng mà các anh chị nhớ này à, để mà chúng ta lên được cái giai đoạn đó thì nó cũng giống như là một cái chiếc máy bay các anh chị À, bây giờ chiếc máy bay á, mà muốn lên được cái bầu trời muốn lên được một cái độ cao ổn định nó canh chị à, thì cái lúc đầu tiên á, thì nó cũng phải lấy hết cái sức dồn hết cái sức lực cũng như là dồn cái nhiên liệu nguyên liệu trong cái bộ máy của nó để mà nó bay lên nó thắng được cái trọng lực của trái đất canh chị nhưng mà lúc sau thì cái máy bay của mình nó thả trôi nó lên được một cái độ cao nhất định thì nó đi trong một cái trạng thái rất là ổn định rất là tuyệt vời các anh chị ha cho nên cái thời gian đầu ạ mình phải nỗ lực các anh chị. À, còn hơn mình cứ quyết tâm giống như là một cái chiếc máy bay á, lên là lên luôn các anh chị ha. À, và cái giai đoạn đầu á, nó có những cái thử thách thì mình cũng phải cố gắng làm sao làm vượt qua được cái giai đoạn đầu nhanh nhất có thể các anh chị được không ạ? À, còn hơn là cái việc mà các anh chị cứ làng nhàng làng nhàng làng nhàng rồi mình không có một cái sự nỗ lực, không có một cái sự quyết liệt nào cả à, thì cả đời mình á, nó cứ tàn, tàn 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 thôi các anh chị. Bèo dạt mây trôi thôi các anh chị ơi. À, vậy thì các anh chị lựa chọn cái điều gì? Chọn nỗ lực trong một cái thời điểm nhất định để, để từ nay về sau mình nhàn nhã thảnh thơi. Hay là các anh chị cứ là sao ạ? À, làng nhàng, làng nhàng cả đời mà mình không có được cái gì hết. Mà tiền á, thì nó không có được khúc đến, nó toàn bị đẩy đi không các anh chị? Đúng không ạ? Đấy, như vậy thì các anh chị lựa chọn cái điều gì? và khi mà ta đang biết được cái điều này các anh chị thời điểm mình nhận ra được cái điều này mình mới bắt đầu tập trung và mình bắt đầu bỏ qua được những cái chuyện mà nó tiểu tiết vụn vặt những cái vấn đề nhỏ nó chi phối mình các anh chị. Và mình không có thời gian cho những cái việc đó đâu. Bởi vì sao? Bởi vì là cái thời gian của mình á, là sao là những cái thời gian mà phải tạo ra giá trị, tạo ra tiền các anh chị. À, còn mình cứ đi vào những cái tiểu tiết vụn vặt của cuộc sống cứ làng nhàng làng nhàng. Thì sao ạ? Thì nó sẽ dẫn tới một cái kết quả là gì? À tiền thì không có. Nên mà vấn đề thì cứ gặp hoài. Cho nên là sao ạ? cho nên thả lên một lần rồi thôi đi các anh chị? Được không ạ? Lên một lần rồi lên luôn. À, và lên đó thì mình coi như là bung lụa, bung xõa luôn các anh chị nhé. À, bung lụa, bung xõa. Được không ạ? À, và nó lên được cái nhịp rồi, vô được cái nhịp rồi thì thành ra là các anh chị sẽ thở ra, hít vào, à, gọi là thành công nối tiếp thành công luôn các anh chị. Được không ạ? Đấy. À, và may mắn à, nối tiếp may mắn à, may mắn thuận lợi nối tiếp thuận lợi và tài lộc nó thu hút tài lộc các anh chị à, chứ mình không còn phải là gặp à, những cái vấn đề để mà nó giải quyết nữa các anh chị nó mất thời gian lắm các anh chị ha à, thà như vậy ngay từ đầu mình quyết liệt luôn các anh chị nhé mình thay đổi luôn được không ạ mình thay đổi luôn mình có kết quả luôn có thể là bây giờ mình cũng đang gặp những cái vấn đề nó chi phối mình á nhưng mà mình phải quyết tâm đi các anh chị mình quyết tâm mình vượt qua cái trọng lực của trái đất đi các anh chị. Tức là sao? Tức là giống như là một cái máy bay nó lên được một cái trạng thái ổn định, à, quyết tâm không các anh chị. À, quyết tâm các anh chị nha, được không ạ? Đấy. Mình lên luôn đi các anh chị, vượt qua những cái giai đoạn đầy thử thách này thì các anh chị sẽ lên một cái tầm cao mới, một cái độ cao ổn định và mình sẽ cảm thấy nó rất là tuyệt vời các anh chị nhé. Được không ạ? À, và ngày hôm nay thì uh, các anh chị nhớ ghi chép lại nha cái đầu tiên đó chính là gì ạ cái quy trình phép màu cái quy trình uh, buổi sáng các anh chị nhé uh, vào buổi sáng được không ạ uh, và chúng ta sẽ thực hiện những cái bước này uh, trong cái quy trình phép màu này từ cái lúc mà chúng ta mở mắt ra uh, mở mắt thức dậy á uh, thanh an à cũng không 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 biết là các anh chị sẽ thức dậy vào lúc uh, uh, mấy giờ các anh chị nhé nhưng mà cái thời điểm mà các anh chị vừa mở mắt thức dậy á thì các anh chị cần phải làm những cái điều này đầu tiên này à, cái điều gì đầu tiên khi mà chúng ta mở mắt ra chúng ta làm là cái gì các anh chị à, chúng ta làm gì đầu tiên ạ? đó là gì ạ? đó là chúng ta sẽ ôm cái cơ thể của mình các anh chị nhé à, à, không biết các anh chị sao nhưng mà cái thời điểm mà thanh an ôm chính cơ thể của mình á, mình cảm thấy là yêu thương chính bản thân mình kinh khủng luôn các anh chị À, và cảm thấy gọi là gì rung rinh từng tế bào các anh chị nhé à, và khi mà các anh chị có được những cái cảm xúc tuyệt vời này á và khi mà các anh chị có những cái cảm xúc nó tuyệt vời á thì sao ạ à, thì cái cơ thể và tiềm thức của chúng ta mới hậu thuận cho chúng ta được à, và buổi tối trước khi cơ, trước khi đi ngủ á, mình cũng hãy ôm cái cơ thể của mình các anh chị và buổi sáng sau khi thức dậy mình cũng hãy ôm cái cơ thể của mình các anh chị nhé À, và sau khi mà mình ôm xong thì sao ạ? thì mình cũng sẽ cười, à, mình cũng sẽ nói à, cảm ơn cảm ơn bạn, được không ạ? cảm ơn vì sao ạ? vì tôi có một cơ thể đẹp, một cơ thể tuyệt vời như vậy, à, biết ơn cơ thể của mình đi ạ. bởi vì sao? bởi vì cái cơ thể này này nó mang cho mình quá trời thứ luôn. À, tiền bạc đến từ đây, tình yêu nó cũng đến từ đây, hạnh phúc nó cũng đến từ đây, nó trở thành triệu phú người thành công cũng đến từ đây mà các anh chị, đúng không ạ? Cũng đến từ chính cái cơ thể này mà, đúng không ạ? ấy, mà giờ mình không thương nữa thì mình thương được ai đây các anh chị? Mình không thương chính mình thì mình thương được ai đây các anh chị ơi, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta đầu tiên là chúng ta phải yêu thương chính cơ thể của mình, các anh chị nhé đấy. Và nếu như mình không thương mình Thì mình đâu có thương được ai đâu các anh chị Và mình đừng có hỏi tại sao là Chồng mình không thương mình Người này người kia không thương mình Người này người kia không hiểu cho mình Tại vì sao? Tại vì mình có thương chính bản thân mình đâu các anh chị Đúng không ạ? À, cho nên là các anh chị hãy làm cùng với à, Thanh An à, cái điều này thôi Để làm gì ạ? Để mà mình thấy được rằng là Mình có mình có được những cái điều vi diệu à, Nó đến với mình liên tục luôn Các anh chị nhắc được không ạ? và khi mà mình ôm cái cơ thể của mình này, mình cười, mình nói cảm ơn đối với cơ thể của mình và mình nhớ là mình hãy cảm ơn từng tế bào luôn, các anh chị nhé, à, cảm ơn từng tế bào, các anh chị, được không ạ? À, và cơ quan trên cơ thể của mình nữa, từng cái bộ phận trên cái cơ thể của mình nữa, các anh chị, đúng không ạ? OK không các anh chị ơi? và đó là cái điều đầu tiên khi mà chúng ta phải làm uh, trong uh, cơ thể của mình, uh, cảm ơn chính mình, chính bản thân mình, các anh chị nhé, đúng không ạ? À, và nếu như mà những anh chị nào mà chúng ta mong muốn có được một cái bài cảm ơn cơ thể à, thì các anh chị à, cứ inbox cho Thanh An. Than An sẽ hướng dẫn cho các anh chị nhé được không ạ à, mình hãy yêu thương biết ơn cơ thể được không ạ mỗi ngày ha được không ạ à, và mình sẽ à, ngay mỗi ngày và các anh chị à, và thanang chị sẽ gửi tặng cho những anh chị nào trân quý thôi à, chứ mình sẽ không cho tràn lan anh chị à, bởi vì sao bởi vì mình rút kinh nghiệm rồi À, nhiều cái thanh an gửi vô trong nhóm nhiều anh chị không có trân quý các anh chị không có trân quý cái điều đó ha à, cho nên là những anh chị nào cần thì cứ nhắn tin cho thanh an thì thanh an sẽ gửi tặng cho các anh chị được không ạ đấy à, và à, chúng ta sẽ yêu thương cơ thể ngay từ cái thời điểm đầu tiên nhé và cái việc mà cái cơ thể của chúng ta nó đang chưa khỏe cái ở chỗ điểm nào nó chưa có quan trọng đâu các anh chị mà nó quan trọng là gì cái việc mà các anh chị có cái ý chí có cái tình yêu thương có cái lòng biết ơn đối với từng bộ phận cơ thể của mình đối với cơ cơ thể của mình nó mới quan trọng các anh chị nhé đúng không ạ và khi mà các anh chị thấy được rằng là mình càng ngày càng đẹp này cái da dẻ của mình càng ngày càng hồng hào này căng mịn mịn màng là cái lúc đó là các anh chị đang cảm nhận được là cái tình yêu thương của mình đúng cách các anh chị nhá À, mình yêu thương cái cơ thể mình từ tế bào yêu ra các anh chị đúng không ạ cho nên là sao à, cho nên là cái việc mà chúng ta yêu thương cái cơ thể của mình nó rất là quan trọng các anh chị ha à, đúng không ạ à, các anh chị nói lời cảm ơn vào đầu buổi sáng sau khi thức dậy và, và và ôm cái cơ thể của mình là chúng ta sẽ nói bằng lời nói các anh chị nhé À, các anh chị nói bằng lời nói các anh chị hãy nói lời cảm ơn đối với chính cơ thể của mình được không ạ à, yêu thương được không ạ và thêm vào đó thì các anh chị hãy kết hợp nghe cái video về lòng biết ơn đối với chính cơ thể của mình các anh chị nhé. Và đặc biệt là cái lúc mà chúng ta nghe nghe lòng biết ơn về cơ thể của mình thì chúng ta hãy nghe trong một cái trạng thái tỉnh táo nha các anh chị. À chờ không thôi mình vừa nằm vừa nghe mới buổi sáng vừa thức dậy thì mình rất là quay trở lại vào cái giấc ngủ của mình các anh chị nhé. À, cho nên là sao ạ? Cho nên là à, mình nói, mình đầu tiên là mình hãy tỉnh dậy, nói lời cảm ơn và biết ơn, rồi sau đó mình tỉnh táo, rồi sau đó mình mới ngồi dậy, à, mình nghe về cái bài làm biết ơn đối với cơ thể các anh chị nhé, à, và đối với cái chỗ nào chưa khỏe thì chúng ta hãy biết ơn cái chỗ đó nhiều hơn, biết ơn cái chỗ đó nhiều lên đi các anh chị, thì cái chỗ đó nó sẽ khỏe lại các anh chị nhá được không ạ? và những cái quy trình về lòng biết ơn các anh chị có thể là tham gia à, cùng với câu lạc bộ thì câu lạc bộ sẽ có những cái buổi dung vào lúc 4 giờ 30 sáng thực hiện những cái quy trình hàng ngày sẽ thực hiện những cái quy trình lòng biết ơn này cùng với nhau các anh chị nhé được không ạ đấy và sau khi mà các anh chị biết ơn đối với chính cơ thể mình á thì cái điều tiếp theo nó sẽ rất là quan trọng các anh chị khi mà mình đã nói biết ơn với chính cái cơ thể của mình rồi thì mình hãy nói với chính tiềm thức của mình nghe. Hãy nói với chính cơ thể của mình nghe về cái mục tiêu của các anh chị. Cái mục tiêu của các anh chị mong muốn đạt được trong ngày hôm nay đó là gì? Và nếu như mà các anh chị nói với tiềm thức với cơ thể của các anh chị là ngày hôm nay cần làm những cái việc gì. À, và nhớ là và nhớ là mình nói với bạn tiềm thức của mình nha. Nói sao ạ? À, bạn ơi nhớ nha, nhớ nha, ngày hôm nay mình có cái mục tiêu này nè, mục tiêu gì các anh chị ghi ra. Được không ạ? giống như là thanh an nói với tiềm thức của mình này à, thường hay nói với tiềm thức của mình ừ, nhớ nha nhớ nhà hôm nay nhà là về đơn hàng nha hôm nay là có đơn hàng về nhà hôm nay là có tiền về nhà nhớ nha đó và nói thẳng ra hai cái đơn hàng là giá bao nhiêu tiền một cái đơn hàng là giá bao nhiêu tiền à, đúng không ạ à, mình nói thẳng với tiềm thức của mình à, tiềm thức của mình để mà tiềm thức của mình thực thi và nhớ là nhắc nhở nha À, nhớ nhà nhớ nhà hôm nay mình có cái mục tiêu này, mình có cái mục tiêu là hôm nay mình có cái đơn hàng 50 triệu này đó, hôm nay mình có cái đơn hàng 50 triệu mình về này nhớ chưa, nhớ chưa, đó tức là sao tức là các anh chị cái mục tiêu của các anh chị là gì, các anh chị phải nói với tiềm thức của mình, đúng không ạ các anh chị phải liên tục nói với tiềm thức của mình, à, ví dụ như hôm nay là các anh chị đi ký kết hợp đồng đi à, hoặc là các anh chị muốn thu hồi thu nhập các anh chị phải nói thẳng ra với tiềm thức của mình thẳng ra cái số tiền được không ạ? À, hoặc là các anh chị muốn thanh khoản cái tài sản nào đó Các anh chị hãy nói cho tiềm thức của mình nó nghe được không ạ? Anh nhắc nhở tiềm thức của mình cho tiềm thức ơi nhớ nhà Nhớ nhà hôm nay có cái mục tiêu như thế này nha Nói ra với tiềm thức của mình đi các anh chị Và nói đi nói lại lặp đi lặp lại cho tiềm thức của mình nó nhớ các anh chị ơi Đúng không ạ? À, ok chưa các anh chị ơi Các anh chị nhớ được cái cái bước này trong quy trình phép màu chưa các anh chị? Được không ạ? đấy rồi và tiếp theo các anh chị à, sau đó thì sao ạ là sau đó khi mà chúng ta ngồi dậy chúng ta bước chân xuống giường á thì khi mà chúng ta bước chân xuống giường á, thì bước cái chân nào trước thì cái chân đó nói rằng là từ cảm và chân thứ hai thì nói từ ơn cứ cảm ơn à, cảm ơn cảm ơn và cứ chạm chân chân vào đất á thì nói từ cảm ơn các anh chị nhé và trong ngày hôm đó cũng như vậy À, trong ngày hôm đó các anh chị chạm vào bất cứ một cái à, điều gì cái vật gì trong ngày hôm đó thì các anh chị hãy nói lời cảm ơn hết các anh chị nhé à, uống nước thì hãy cảm ơn nước uống trà thì hãy cảm ơn trà à, uống nai guộc, uống lô hội này thì cảm ơn uh, nai guộc, cảm ơn lô hội cảm ơn nguồn dinh dưỡng này à, được không ạ và các anh chị uh, lưu ý này có một cái lưu ý như thế này À, sau khi mà các anh chị thức dậy thì đừng vội là đi đánh răng liền các anh chị nhé. À, bởi vì sao? Bởi vì cái nước bọt sau khi mà chúng ta thức dậy nó rất là tốt cho cái hệ tiêu hóa của mình luôn. À, cho nên là mình đừng có phí các anh chị. À, nhiều khi là chúng ta sợ ôi buổi sáng ngủ dậy phải lao ra đánh răng liền à, không, không các anh chị. Mà lúc đó là sao? À, lúc đó các anh chị hãy pha cho mình một cái ly nước khoảng trầm, tầm tầm ba trăm ml nước ấm ha. À, và những anh chị nào mà à, tham gia vào nhóm rèn luyện khai phá bí mật sự giàu có rồi á à, thì sao ạ? À, thì các anh chị sẽ có trà. À, các anh chị có thể là pha thêm 300 à, ml nước với trà với lô hội vào trong nước ấm các anh chị nhé. À, và trong cái ly nước và các anh chị uống và các anh chị uống hết một lần luôn nha các anh chị. Nó sẽ giúp cho các anh chị à, được làm sạch, à, được tốt luôn, tốt cho cái hệ tiêu hóa luôn các anh chị nhé. À, và đặc biệt những anh chị nào mà hay chén ăn chén em này kia thì sao ạ à, ngày hôm trước anh chị đi ăn đồ dầu mỡ nhiều thì mỗi ngày á thì các anh chị ứng dụng cái việc mà chúng ta thanh lọc như vậy cơ thể của chúng ta như vậy từ ngày đầu buổi sáng á các chị sẽ thấy được rằng cái cơ thể của mình nó sẽ rất là nhẹ nhàng đúng không ạ mình sẽ cảm nhận được cái sự thay đổi của chính mình á nó rất là rõ ràng luôn các anh chị nhé Đúng ạ, à, chúng ta có thể là sử dụng là 300ml nước ấm với trà với lô hội à, Thì chúng ta đang sử dụng cái phương pháp để mà chúng ta à, đào thải và vừa thức dậy Thì chúng ta sẽ làm y như thế các anh chị nhé Đúng ạ Rồi, rồi. Đó. À, rồi sau đó là sao? À, rồi sau đó thì các anh chị hãy là à, đi đánh răng à, và khi mà chúng ta chạm vào từng cái à, từng cái bàn chải đánh răng hoặc là đánh đánh răng của mình thì mình hãy nói lời cảm ơn các anh chị nhé. À, mình hãy cảm ơn hàm răng xinh đẹp của mình à, cho mình một cái nụ cười tươi rất là tuyệt vời. À, chứ nhiều người họ đâu có còn răng để mà đánh đâu các anh chị. Tôi thủy thủ tôi an toàn ha. À, mình cảm ơn và mình đánh thì mình tập trung vào mình nhìn răng của mình mình cười mình biết ơn đúng không ạ và các anh chị để ý là nếu như mà khi mà đánh răng các anh chị không có tập trung á thì sao ạ thì thường xíu các anh chị đánh xíu là nó sẽ bị chảy máu à, hoặc là các anh chị đánh răng mà đang suy nghĩ về cái chuyện gì đó tự nhiên đánh vô cái nướng của mình hơn đau điếng luôn các anh chị đúng không ạ à, hoặc là đánh xong sao mà cái môi của mình nó bị lỡ môi luôn các anh chị nhé À, cho nên là sao? Cho nên là thay vì cái lúc mà các anh chị cứ để cái tâm trí của mình nó tập trung vào cái việc khác thì các anh chị hãy cứ tập trung vào cái việc mà mình đang làm. Hãy tỉnh thức đi các anh chị. Đúng không ạ? Mình phải tỉnh thức nha các anh chị nhé. Đấy. Đúng không ạ? Và khi mà các anh chị thấy được rằng là gì nếu như mà mình làm một cái việc gì đó mà không có được cái sự tập trung á thì nó hết Trên cái việc này, cái việc nọ nó nhắc nhở các anh chị là tập trung vào đi đó. Đúng không ạ? À, và các anh chị nhớ một cái lưu ý này cái hành động này nó sẽ giúp cho các anh chị có một cái ngày tuyệt vời và tràn đầy phép màu tràn ngập trong cuộc sống của các anh chị luôn và cả cái buổi sáng trước khi mà các anh chị bước ra khỏi nhà phải nói một nghìn cái lời cảm ơn các anh chị Đấy, hãy nói những lời cảm ơn các anh chị được không ạ Đấy, nói lời cảm ơn đi các anh chị một nghìn lần lời cảm ơn nhiều anh chị nói rằng là gì trời sao mà nhiều quá vậy, em đấy. bây giờ các anh chị nhìn xung quanh cái căn nhà của mình đi ạ, các anh chị nhìn cái cuốn sách, nhìn cái cuốn vở, nhìn cái laptop, nhìn cái điện thoại, nhìn từng cái đồ vật trong nhà của mình, có nhiều thứ để mà mình cảm ơn không các anh chị? À, cảm ơn khi mà chúng ta vào dung, các anh chị được học một cái buổi dung tuyệt vời giá trị, cảm ơn người hướng dẫn, cảm ơn người hỗ trợ cảm ơn MC, à, cảm ơn những quy trình tuyệt vời, cảm ơn người thầy tuyệt vời, đúng không ạ? các anh chị làm được cái điều này ạ? Một nghìn lời cảm ơn, được không ạ? Hoặc là các anh chị nhìn cái cơ thể của mình, mình có đầy cái để mà mình cảm ơn nó không? mà, đúng không các anh chị? Nhìn đôi mắt, đôi tai, rồi cái miệng của mình, quá trời thứ để cảm ơn hoa đúng ạ à, hoặc là cái ngôi nhà mình đang ở chiếc xe mình đang đi cái mặt đất của mình này cái ghế của mình này và cái ly này à, đúng ạ à, và không có bất cứ một cái gì mà không xứng đáng để các anh chị gửi lời cảm ơn cả hoặc là một cái người mà cái các anh chị họ chỉ cần mở cửa cho các anh chị các anh chị cảm ơn họ ríu rít luôn nhưng mà cái ghế các anh chị ngồi <laughs> các anh chị chịu được sức nặng của các anh chị mấy chục năm nay mấy năm nay cả năm trời này À các anh chị lăn lê bò trường các anh chị ngồi trên cái ghế lăn trái lăn phải. Đấy, thì mình lại không nói lời cảm ơn với nó, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là sao chúng ta phải gửi những cái lời cảm ơn. À chúng ta thấy cái ghế của mình nó có xứng đáng nhận được cái lời cảm ơn không các anh chị? Đúng không ạ? rồi các anh chị xài laptop đi, các anh chị xài máy tính đi, mình xài thiếu điều nóng máy từ dung sáng đến tối mà lại mình lại không gửi cho nó một cái lời cảm ơn hoặc là cái điện thoại mình bấm quá cho bấm từ cái lúc tỉnh dậy cho đến cái lúc mà đi ngủ không cảm ơn tiếng nào sách đọc thì rách giấy rách bìa luôn <laughs> không cảm ơn tiếng nào đâu ạ bút viết viết hết màu bao nhiêu hộp luôn không thấy nói lời cảm ơn nào với trơn mc lên à, kích hoạt năng lượng quá wow, trời, à, kích hoạt năng lượng thực hiện các quy, quy trình khô cả tiếng, khô cả nước bọt luôn, không thấy à, lời cảm ơn mà cứ toàn đợi là hot lên mới vô thôi. Đấy. Anh chị thấy là có nhiều thứ để mà mình cảm ơn không ạ? À, mình có thấy là có một ngàn thứ để mà mình à, gửi lời cảm ơn nó có nhiều không các anh chị? Hay là mình à, làm được? đúng không ạ và các anh chị nhớ là mình đừng có đếm nha đếm nó quên mất các anh chị mà chúng ta hãy cứ cảm ơn đi đúng không ạ hãy cứ cảm ơn đi các anh chị và các anh chị sẽ thấy là khi mà mình thực hiện cái điều này này các anh chị sẽ thấy được là phép màu nó sẽ đến trong cuộc sống của các anh chị và chạm vào bất cứ cái thứ gì hãy nói lời cảm ơn và cảm ơn bằng cả trái tim các anh chị nhá cảm ơn vì những cái điều mà mình cảm thấy thực sự hạnh phúc cảm ơn vì cái sự chân thành chứ đừng cảm ơn cho có các anh chị đừng có cảm ơn cho có các anh chị nhá đúng không ạ và thường á cái ngày đầu tiên mà những cái ngày đầu tiên mà chúng ta luyện á thì thường chúng ta hay bị quên lắm các anh chị à, vậy thì các anh chị có muốn nhận được cái bí kíp để mà chúng ta không quên không các anh chị ơi à, chúng ta có muốn cái bí kíp không ạ à, dễ lắm các anh chị đó là gì đó là các anh chị hãy dán hãy lấy một cái tờ giấy hãy dán trên đó một cái lời cảm ơn to đùng lên và chúng ta sẽ dán ở những cái nơi mà chúng ta thường xuyên nhìn thấy đấy nhắc nhở À, tự nhiên đang ngồi cái nhớ ra, á à, như cái này mình chưa cảm ơn này, à thôi mình cảm ơn, <laughs> đúng ạ, à, các anh chị dán đi các anh chị, các anh chị dán ở những cái nơi mà các anh chị thường xuyên nhìn thấy là các anh chị nhớ à, đúng ạ, à, các anh chị sẽ nhớ, à, ví dụ như là các anh chị phải làm những cái điều này và các anh chị phải huấn luyện những cái điều này cho đến khi nó trở thành cái lối sống của mình các anh chị À, và khi mà các anh chị uh, trở thành lối sống rồi cũng có những đôi lúc mà các anh chị quên đúng không ạ nhưng mà nó đã biến thành lối sống thì tiềm thức nó sẽ nhắc nhở các anh chị uh, liền tự nhiên á uh, đang vội vàng cái gì đúng không quên nói lời cảm ơn cái nó cho vấp cái bàn <laughs> đang rót nước uh, thì sao thì uh, đang rót nước không nói lời cảm ơn mà lại còn cua tay nữa cái là nó rất cái lưu uh, đang đánh răng uh, quên nói lời cảm ơn cái hồi đánh vào cái nướng luôn các anh chị Đúng không ạ? Tức là tiềm thức của các anh chị nó sẽ nhắc nhở Cái việc đó là gì là các anh chị phải biết tập trung Và nói lời cảm ơn Hãy tận thức Đã, Và các anh chị làm thử cái điều này đi các anh chị à, Các anh chị làm cái điều này Các anh chị sẽ thấy được là cái cuộc sống của mình Nó, nó thay đổi một cách ngoạn mục luôn đó Các anh chị Và mọi nguồn lực nó sẽ đến từ đây Các anh chị nhé Đúng không ạ? Cho nên là mình làm đi các anh chị Đúng không ạ? Đấy đôi khi mình cứ nghĩ rằng những cái điều đó nó xa vời. Nhưng mà thực sự những cái điều vi diệu á, nó đến từ những cái thói quen những cái điều đơn giản mỗi ngày mà chúng ta làm thôi các anh chị. Không bởi vì là thường chúng ta cứ tập trung vào những cái tiểu tiết vụn vặt cho nên là thành ra mình không có thấy. Và các anh chị tin thì các anh chị dùng, còn các anh chị không tin thì các anh chị không dùng nha. Được không ạ? À, không tin thì không dùng, không dùng thì không có thôi các anh chị, được không ạ? Rồi mà các anh chị uống nước ha. Đấy, vậy nên các anh chị có tin không ạ tin thì dùng không tin thì thôi <laughs> các anh chị có tin là phép màu của phép màu nó sẽ đến với cuộc đời của mình và cuộc đời của mình nó sẽ chuyển hóa khi mà mình thực hiện cái điều này không ạ đấy à, các anh chị cứ thực hiện đi nhé à, các anh chị sẽ cảm thấy là cuộc sống của chúng ta có những cái chuyển biến vô cùng là tuyệt vời các anh chị được không ạ rồi cái yếu tố thứ năm cái 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 bước thứ năm À, sau khi mà các anh chị đã thực hiện à, xong cái bước số 4 là cái bước vừa rồi rồi à, cái bước là sao ạ nói cảm ơn đó. À, rồi những cái bước chân nhiệm màu á, à, thì cái bước số năm đó là gì đó là các anh chị hãy vào dung vào nhóm vào câu lạc bộ chúng ta làm quy trình quy trình thu hút năng lượng buổi sáng các anh chị nhé đúng không ạ à, và câu lạc bộ hướng dẫn chúng ta như thế nào thì chúng ta làm theo thôi À, quy trình thu hút năng lượng buổi sáng lòng biết ơn à, yêu thương chính bản thân mình quy trình cười à, đúng không ạ à, và đó là những cái quy trình thu hút năng lượng đó các anh chị à, và những cái điều gì mà các anh chị mở mắt ra này các anh chị thực hiện và các anh chị thu hút cái thực hiện những cái quy trình thu hút năng lượng à, từ đầu buổi sáng và khi mà các anh chị nghĩ tới cái mục tiêu của mình đảm bảo với các anh chị các anh chị sẽ rần rần từng cái tế bào luôn không ạ, rưng rưng từng tế bào và rưng rưng nước mắt bởi vì sao bởi vì mình quá hạnh phúc anh chị, chứ không phải là mình nghĩ tới mục tiêu mà mình trơ trơ cảm xúc đâu, có nhiều anh chị nói rằng là như thế này này, em ơi tại sao mà chị nghĩ tới mục tiêu của chị, chị không có cái cảm xúc gì hết, chị không chị không thấy gì hết, <laughs> tại vì sao ạ, tại vì bởi vì mình buổi sáng ngủ dậy mình đâu có lòng biết ơn đâu, mình đâu có yêu thương đâu, mình cứ lo tập trung vào những cái điều vấn đề thôi. Cho nên là làm sao mà các anh chị nghĩ tới cái mục tiêu của các anh chị, các anh chị có được cái cảm xúc được. Tối ngày trong đầu của các anh chị cứ toàn vấn đề không à. Cho nên là hôm bữa trước Thanh An vừa nói với một chị, em ơi chị nghĩ tới mục tiêu của chị, chị không thấy cái cảm xúc. và sau khi mà nói chuyện với chị ấy một hồi, à, thì Thanh An nhận ra cái việc mà, cái lý do tại sao mà chị ấy hình dung mục tiêu không có cảm xúc và nghĩ tới cái mục tiêu không có cảm xúc á, các à, dạ, anh chị biết là gì không ạ chị ấy hỏi Thanh anh như thế này em ơi chị không biết sao dạo này chị sân si lắm à, dạ đúng rồi bây giờ sân si thì đâu có cái thời gian đâu mà nghĩ tới cái uh, mục tiêu của mình em ơi không biết sao chị thấy người khác kể thành công chị cảm thấy sân si chị cảm thấy ngứa lắm không biết chị là bị làm sao nữa à, dạ chị bị thiếu lòng biết ơn chứ chị bị thiếu làm sao nữa đúng không ạ? Nó bị thiếu lòng biết ơn. Nay và thanh an à, chia sẻ thật sự với các anh chị một cái điều như thế này nè Nếu như mà các anh chị có được cái à, mục tiêu của các anh chị nó có cái ý nghĩa, à, có cảm xúc dạt dào thì các anh chị sẽ nhanh chóng đạt được cái mục tiêu của mình rất là nhanh. Chị ấy cũng đặt ra những cái mục tiêu là gì? Bao hiếu bố mẹ. Xây nhà cho bố mẹ. Đó là những cái mục tiêu, những cái cảm xúc. Nó có tuyệt vời không ạ? Có. À, vậy thì à, Thanh năng cũng muốn nói chuyện chị ấy thêm. Thì mới thấy là gì? <laughs> cảm xúc thì tuyệt vời. Mục tiêu thì lớn lao. À, nhưng mà em ơi chị nhìn thấy người ta thành công. Chị ngứa mắt. <laughs> chị nhìn thấy người ta không... Chị thấy người ta như vậy. Chị thấy không vui. Nên là chị thường hay à, sân si những câu chuyện này kia đấy thì Thành an cũng hỏi chị chị thiếu chị biết chị thiếu gì không đó chị thiếu lòng biết ơn đó đấy cho nên là khi những anh chị nào mà chúng ta nghĩ tới cái mục tiêu của mình á mà không có cảm xúc á là bởi vì sao bởi vì cái tâm trí của chúng ta nó cứ tập trung vào vấn đề tâm trí của chúng ta cứ tập trung vào những cái chuyện sân si rồi cho nên là thành ra có nghĩ tới cái mục tiêu cho nên là thành ra có cảm xúc đâu ra các anh chị đúng không ạ cho nên là quay trở lại đi các anh chị ơi. À, và những anh chị nào mà chúng ta thực hiện theo đúng những cái bước mà ta đang hướng dẫn thôi. Thì không cần làm tới những cái bước như là bật nhạc lên hoặc là làm quy trình bước chân vào quy trình đâu các anh chị. Mà nội cái việc mà các anh chị ngồi nghĩ thôi. Hình dung tới cái mục tiêu của mình thôi. Các anh chị đã rần rần từng cái tế bào vì cái cảm xúc mình đạt được cái mục tiêu của mình rồi. Đúng không ạ? Sáng mở mắt ra phải yêu thương biết ơn liền yêu thương vì mỗi sớm mai thức dậy chúng ta có thêm một ngày nữa được yêu thương được sống được làm việc được cống hiến được phụ sự được học tập được phát triển các anh chị được thực hiện những cái mục tiêu và ước mơ của mình đúng không ạ và các anh chị nhớ này à, cái ý thứ sáu này các anh chị cái ý, cái ý thứ sáu của chúng ta cái việc thứ sáu của chúng ta nha đó là gì đó là trước khi mà chúng ta vào dung chúng ta cần phải ra quyết định các anh chị nhé à, chúng ta phải ra quyết định các anh chị Trước khi mà vào dung vào quy, quy trình, chúng ta phải ra quyết định. Đó là gì? Đó là thân tâm trí của mình phải ở đây. Học một, hiểu mười. Học nhanh, hiểu sâu. Ứng dụng ra tiền và tài sản. Đấy, đúng không ạ? Và Thanh An cũng có một câu cửa nguyện à, hay lắm các anh chị. À, các anh chị ghi lại nha. Đó là gì? Đó là học xong hôm nay, đạt mục tiêu. Học xong buổi dung này, đạt mục tiêu luôn. Đó, làm xong cái việc này, À, ví dụ như các anh chị đang làm cái việc này Là việc gì, các anh chị ghi rõ ra Đó. Làm xong cái việc này Thì tìm về, làm xong cái việc này Đơn hàng về, làm xong cái việc này Khách hàng tự động gõ cửa mua hàng Đó. Và mình đặt lên cái mục tiêu Tuyên bố cái mục tiêu lợi nhuận của tháng, Đấy, và các anh chị làm cái việc gì Các anh chị cũng phải cho nó Một cái ý niệm hết trơn ấy. được không ạ ừ, Đặt sách xong, à, dung xong Khách hàng tự động gõ cửa mua hàng Khách hàng tự động chuyển tiền về À, được ạ, anh ra quyết định đi các anh chị à, Học xong là khách hàng tự động chuyển khoản tiền về Đấy, chép live stream xong Khách hàng tự động chuyển khoản tiền về à, Học dung xong khách hàng tự động chuyển khoản tiền về Đấy, à, được ạ Chép live stream xong, đơn hàng về Đơn hàng bao nhiêu tiền về Và các anh chị phải có một cái ý niệm Khi mà các anh chị học, các anh chị có một cái ý niệm Các anh chị sẽ học tập rất là tập trung Các anh chị sẽ làm rất là tập trung còn nếu như mà các anh chị trống rỗng trong cái tâm trí của mình thì sao thì tự nhiên các anh chị sẽ thấy là ở bang bang ở đâu những cái vấn đề nó tới nó làm cho các anh chị mất cái sự tập trung và nó bị ngắt quãng đấy được không ạ cho nên là chúng ta cũng phải luôn luôn ra quyết định trước khi mà làm cho các anh chị nha luôn gắn ý niệm và luôn giao việc cho tiềm thức của mình để cho tâm trí của mình cho tiềm thức của mình tập trung vào những cái điều mà mình mong muốn được không ạ nào làm xong việc này Khách hàng tự động chuyển khoản tiền về Đúng không ạ? Ra quyết định như thế thì các anh chị có sướng không ạ? Làm xong cái việc này Và việc này làm việc gì các anh chị phải nói ra nha Ví dụ như là các anh chị đang làm cái việc đó gì đó Thì các anh chị phải nói Được không ạ? Chép xong cái live stream này Hoàn thành mục tiêu tháng 5 luôn à, Học xong buổi dung này Là ký kết hợp đồng với khách hàng luôn à, Đúng Được không ạ? Đấy, phải ra quyết định các anh chị phải giao việc cho tiềm thức không là tiềm thức của mình nó đi chơi đó được chưa và tiềm thức của chúng ta nó là một cái đứa trẻ các anh chị tiềm thức của chúng ta nó y chang cái đứa con của mình vậy nó đang còn nhỏ lắm các anh chị ơi à, nó thích cái gì nó thích cái sự dỗ dành cái sự ngọt ngào và các anh chị đối xử các anh chị yêu thương các anh chị chăm sóc các anh chị phải ra quyết định cho cuộc đời của nó Đúng không ạ ra quyết định cho nó để mà nó phải làm gì các anh chị ấy huấn luyện cho nó và trở thành một con người thành công trở thành một con người có giá trị chứ thực ra nó không biết nó làm gì đâu nếu như mà các anh chị không có huấn luyện nó thì sao ạ thì nó không có uh, biết nó phải làm gì hết các anh chị đúng không ạ và các anh chị nào chúng ta nắm được cái ý số 6 này comment phím số 6 đây các anh chị Đấy, được không ạ? Rồi, cái ý số 7 các anh chị nhé. ý số 7 của chúng ta. Đó là gì? Đó là trước khi mà các anh chị ra khỏi nhà, trước khi mà các anh chị đi làm, trước khi mà các anh chị bước ra khỏi nhà, các anh chị cần phải thực hành lòng biết ơn các anh chị nhé. Đúng không ạ? À, ở đây thì à, trong các cái buổi dung buổi sáng cùng với câu lạc bộ, à, thì chúng ta cùng có thực hành lòng biết ơn các anh chị ha à, trước khi mà chúng ta bắt đầu cái việc làm của mình đúng không ạ à, và mỗi ngày thì trong môi trường câu lạc bộ chúng ta cũng dành ra 10 đến 15 phút để mà sao để mà ghi lòng biết ơn và chúng ta thực hành trọn vẹn trong cái quy trình của mình các anh chị nhé chứ thường là các anh chị kết thúc dùng sáng các anh chị cũng không có làm cái quy trình này đâu đúng không ạ cho nên là nếu mà được thì các anh chị hãy tham gia vào môi trường của câu lạc bộ và chúng ta thực hành những cái quy trình này các anh chị nhé À, và nếu như mà các anh chị đang chưa có nhiều thời gian thì các anh chị có thể là thực hiện trước khi mà các anh chị vào dung à, ví dụ như là dung của câu lạc bộ chúng ta là 4 giờ ba đúng không ạ à, thì các anh chị dậy sớm hơn đi à, các anh chị dậy sớm vào lúc bốn giờ mười các anh chị uống trà rồi các anh chị làm các cái bước kia rồi các anh chị thực hành lòng biết ơn rồi sau đó các anh chị vào chung sáng đúng không ạ đấy cho nên là sao cho nên là chúng ta cũng à, thực hiện à, vào cái việc là chúng ta à, thực hành lòng biết ơn mỗi ngày và chúng ta cũng sẽ ghi ra cái câu nói phép màu các anh chị ha à, ghi ra câu nói phép màu thì những anh chị nào chúng ta chưa có câu nói phép màu thì các anh chị cứ inbox trực tiếp cho thanh an thanh an sẽ gửi tặng cho các anh chị nhé các anh chị có thể đọc các anh chị có thể viết ra à, và cầu nguyện các anh chị nhé được không ạ mình phải có về cái câu nói phép màu à, về một cái ngày trước khi mà các anh chị ra khỏi nhà được không ạ được chưa các anh chị ơi? À, các anh chị đã nắm được bảy ý của cái quy trình phép màu chưa các anh chị? À, đó là quy trình buổi sáng các anh chị nha, đúng không ạ? Và mỗi buổi sáng sau khi mà thức dậy là mình phải thực hiện ngay cái quy trình phép màu này nha các anh chị, đúng không ạ? Đấy, ok không các anh chị ơi? À, thì ngày hôm nay thì thanh an sẽ chia sẻ cho các anh chị đó chính là cái quy trình phép màu là cái quy trình buổi sáng mà chúng ta sẽ thực hiện trong một ngày các anh chị ha và những cái buổi livestream tiếp theo thì thanh an cũng sẽ chia sẻ cho các anh chị cái quy trình mà chúng ta sẽ thực hiện vào buổi tối trước khi đi ngủ được không ạ rồi Ok các anh chị nhé à, Đó cũng chính là cái phần mà Thanh An muốn chia sẻ với các anh chị Trong cái buổi live stream ngày hôm nay à, Và tại những cái buổi live Và hẹn gặp tất cả các anh chị Trong những buổi live stream tiếp theo các anh chị nhá Rồi và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị Hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những buổi live stream tiếp theo nha